Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử sổ số Đài Vĩnh Long ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Kết quả quay thử sổ số Vĩnh Long: giải 8, 3, 9, giải 7, 5, 9, 1, giải 6, 0, 9, 4, 3, 1, 2, 9, 5, 8, 9, 5, 5. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được cho mình những cặp số thật đẹp trong ngày hôm nay.